Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Tiếp tục là các cái mã Sava X9 bên em. Cái mã mà đang cực kỳ hot và đang được công ty trợ giá khá là sâu. Đây là con Sava X9. Màu này là màu vải màu các bác, bản vành nhôm nhé. Em đang chuẩn bị bàn giao cho anh khách. Màu rất là đẹp. Màu này. Cái màu này em quay cực kỳ nhiều rồi, tại vì nó là cái màu hot của năm nay. Cái dàn dây địa 100% này, còn ghi đông liền này, sườn carbon, nạ carbon, duy nhất cặp vành nhôm thôi, tại vì nó là bản thiếu, nó chưa phải bản đủ. Rất là ngon, rất là trớn. Cái em hấp này cực kỳ trớn các bác nhá. Tuy là tiếng nổ nó không được to như các loại khác, nhưng mà nó to như cái dòng cheater có nổ nó rất là to, nhưng mà con này nó rất là trớn các bác nhìn nhá. Quay này đấy, quay rất là trớn, nó là siêu trớn luôn. Đấy, anh đi thử ra. Còn gì là em sẽ cân chỉnh luôn. Đấy, khách bên em đang thử xe các bác. Hiện tại là bên em đang đủ hết tất cả các mã màu các bác nhé. Và sắp tới là về thêm cả các cái mã điện nữa. Điện thì bên em cũng sẽ về luôn mã khoảng 50 đến 60 triệu tầm đấy. Rất nhiều mã